không chỉ là món quà vặt ngon miệng, những chiếc quẩy nóng, giòn tan còn là thức ăn kèm không thể thiếu khi thưởng thức các món cháo hay phở ở Hà Nội. Vậy nên dù có vẻ được ưa chuộng hơn vào mùa lạnh, nhưng quẩy vẫn là thứ đắt khách quanh năm. Hàng quẩy 30 năm nhà bà Thủy nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên phố Cầu Gỗ. Đây cũng là mối lấy quẩy của nhiều quán ăn nổi tiếng ở Hà Nội. Bốn giờ sáng luôn là thời điểm bận rộn nhất của gia đình bà Thủy với các đơn đặt hàng giao đi cho bữa sáng của nhiều nhà hàng. Hàng quẩy nhà tôi thì từ năm 80 đến tổ lại bây giờ phải tầm khoảng 40 năm. Liên tục thì gồm có tầm khoảng 4 nhân lực, một người cắt, hai người đảo và một người đi đưa, 4 nhân lực tất cả. Mình thì 2009 là tốt nghiệp cấp 3 xong là mình vừa đi học là mình vừa bắt tay vào làm quen dần với nghề quẩy cho đến ngày hôm nay. Ngày nào cũng như thế nào, chỉ nghỉ mỗi Tết Nguyên Đán. Mọi người bắt đầu dậy từ 1:30-2 giờ sáng, tầm khoảng 2 giờ sáng bắt đầu dậy. Xong mọi người bắt đầu chuẩn bị làm việc từ 2 giờ sáng. Làm sớm đấy tại vì vốn dĩ là giao đồ ăn sáng mà thì bắt buộc là phải chuẩn bị từ rất sớm để cho còn giao cho các nhà hàng nữa. Ví dụ như ở Hà Nội mình thì là phở bò và cháo sườn, hai món đấy là không bao giờ thiếu được quẩy rồi. Thì mình có bên nhà mình có giao cho trên hàng chuối. 38 hàng chuối phở Duy và một những địa điểm hàng phở mà tin tưởng và lấy sử dụng nhà mình, và số 1 hàng điếu phở gà họ tin tưởng và lấy quẩy nhà mình. Độ giòn của cái quẩy là họ yêu cầu là phải có vì là ăn với đồ nước. Ở mùa đông thì cái lượng tiêu thụ ăn nhiều hơn. Giống như mình cũng thế thôi, đến mùa hè mình muốn là ăn cái đồ thì nó mát mát. Thì mọi người cũng thế, mình cũng suy từ mình mà ra. Em kiểm tra xem cái mặt bột nó có khô không? Cái mặt bột của cục to ấy. Khô thì đậy cái ni lông vào. Đông hôm nay vẫn 300 mẹ nhá. Chuối vẫn thế. Vẫn hơi mỏng ấy nhá. Em làm cái dây nó dày hơn một chút. Đấy, ngủ đúng là ngủ ngày cày đêm ấy. Với cả làm nghề dịch vụ thì bắt buộc là khi mà họ nghỉ ngơi thì mình đi làm và ngược lại. Năm giờ sáng, những khách quen quanh đó bắt đầu đến để lấy quẩy về bán hàng ăn sáng. Người nhiều, người ít, nhưng hầu hết số lượng hiếm khi thay đổi vì đã được định hình suốt nhiều năm qua. Con đi ở bên chợ trước nha, 21, 23, 29 đi sau nha. Anh Đức đã làm công việc giao quẩy nóng nhiều năm nay. Vào đầu giờ sáng là thời gian anh phải giao quẩy cho khá nhiều hàng ăn trong chợ, nên luôn phải có lịch trình và địa chỉ cụ thể. Bây giờ tớ sẽ ra Lý Thái Tổ này, hàng thùng này, lò sũ này, với cả trong chợ Hàng Bè. Đấy là trong một trong những chuyến mà tớ phải đi thôi, 20 đến 25 nhà hàng.
chắc chắn là mình sẽ phải sắp xếp trong đầu những cái điểm nào trước và điểm nào sau. Còn chở cồng kênh thì nó cũng chỉ đến mức cho phép thôi. Những lúc khách dục thì là do cái thứ nhất là quẩy nhà mình làm nó chưa kịp, cái thứ hai là do đường nó tầm 7 rưỡi 8 giờ đường nó đông thì mình phải đi nhanh thôi. Xong rồi. Xin cảm ơn. Khách thích ăn cái quẩy như ở chỗ cầu gỗ này. Quẩy này quẩy mềm chứ không phải là quẩy giòn. Ngày nào mình cũng đặt ở đây, ngày nào mình cũng phải lấy. Phở mới quẩy hai cái đấy ăn kèm vào thì nó ngon. Cho anh gửi nhá. Nhà tôi bán phở gà từ đời bà rồi. Thế nên là đời này là đời thứ ba rồi. Đời đến đời của tôi là ba. Quẩy ở nhà cầu gỗ này từ bao nhiêu năm nay. Lấy mỗi lần 100 cái. Buổi sáng sớm người ta đưa sớm với cả một tí nữa, khoảng tầm tiếng, hai tiếng nữa thì người ta lại đưa thêm một đợt nữa. Quẩy với phở thì nó rất là đi liền với nhau. Có quẩy thì phở nó mới lên được thêm độ ngon nữa. Người ta là đi đến ăn phở là để ăn quẩy. Người lại thích ăn quẩy hơn ăn phở. Tiếp tục, con tiếp tục đi. Rồi, ăn đổ hết vào đi. Trong khu phố cổ ở Hà Nội có khá nhiều hàng làm quẩy. Quẩy số 2 đi. Mỗi nhà sẽ có lượng khách đặt khác nhau tùy theo sở thích. Hàng quẩy gia truyền trên con phố Hàng Bồ này của bà Bình ngày nào cũng phải giao với số lượng lớn. Vậy nên không chỉ buổi sáng mà đến tận trưa, những chảo quẩy nóng vẫn liên tục sôi để kịp giao hàng cho khách. Nhà mình làm quẩy 45 năm từ bà ngoại mình. Bà ngoại mình ở Trung Quốc, ở Quảng Đông, lấy ông ngoại mình. Đấy, nghề bà ngoại, ngoại truyền cho mẹ. Đấy. Mình chủ dậy từ 2 rưỡi đêm. Hai đêm xong mình chuẩn bị nhà cửa hàng họ cho các bạn. Xong khoảng 3 giờ hơn gọi các bạn dậy, các bạn nhân viên dậy. Tất cả một cái bột bè, tất cả một cái là mình pha hết cho các bạn. Các bạn chỉ dậy các bạn làm thôi. Đấy, công việc như vậy. Xong rồi dậy mình sẽ làm cùng các bạn. Nói chung là từ 3 giờ sáng đến 10 giờ sáng là tất tần tật cả hai chảo đều phải làm. Ở riêng ngày thứ bảy chủ nhật thì phải làm từ 2 giờ hơn. Ta phải làm trên phố cổ, người ta ăn vào ngày thứ bảy rất nhiều. Đưa quẩy là chính, bán buôn là chính. Còn bán lẻ thì người ta vẫn mua ở đây suốt ngày. Ấy thì con nhanh nhanh. Có thể chảo thì em ơi, không có quẩy đấy. Nhanh tay anh Sơn. Đầu quẩy ra sạc đâu. Chị cầm thế nào. Một chậu này của em khoảng 200 cái. Đảo đều để cho hai mặt quẩy nó đều nhau, nó sẽ có độ giòn đều. Không thì chị sẽ một bên giòn và một bên mềm nếu như mình đảo không kỹ. Nhà em chỉ làm một loại quẩy thôi, còn nếu mà ai có nhu cầu thì nhà em sẽ làm riêng. Quẩy mềm cũng được, nhưng mà nói chung là ăn là quẩy nóng thì nó sẽ ngon. Vâng ạ, cháo bồ ạ, vâng 50 cái, vâng ạ. Vâng ạ, chị 50 cái quẩy cháo bồ nhá. Một ngày bọn mình ủ bột 10 tiếng, 6 nhân viên, mình là 7, em mình là 8, 8 người. Đấy. Và đến ngày thứ 7 chủ nhật là không kịp, mình chỉ đưa quanh phố cổ thôi. Phở Lâm này, phở Phôi Hói này, phở Gia Truyền, những cái phở quanh phố cổ, hàng phở lớn thì bọn mình đưa. Ở đây người ta ăn quen, là thương hiệu rồi. Ôi rồi người ta không có quẩy, người ta không ăn ấy. Như phở mặn là phải ăn quẩy ở phố cổ, người ta ăn tinh, ăn ngon. Ví dụ những cái hàng quẩy chỗ khác người ta làm, người ta tần từ qua đêm. Nhưng bọn mình không bao giờ thế, bọn mình phải làm trực tiếp là phải làm tươi mới. Ăn bán cả đêm. Có hàng phở gánh ở chỗ đầu chỗ mà bây giờ chợ gạo ấy. Trời ơi à, buổi 3 giờ sáng phải ăn quẩy rồi. Tí nữa con giao nhá. Nhà bà Bắc Bình Mì Văn Thắn phố cổ nhá. Rồi nhà Đình Đại nhá. Nhà phở Gia Truyền. Ôi giời chị. Chị ơi đi phở Phôi Hỏi nhá. Hai túi 100. Nhà ở Hàng Hòm chị ạ, ở 15 Hàng Hòm ạ. Mỗi nhà lấy 50 cái. Các nhà nó cứ hôm thì lấy tăng lên, hôm thì lấy giảm xuống đi chứ. Rồi cũng vất vả ảnh hưởng đến công việc mình đi giao hàng ấy ạ. Nếu mà cùng một lúc thì em phải chia ra hai người đi. Một mình em đi không kịp. Sáng nay mọi người gọi nhiều thì phải hai người đi chia cùng các tăng với nhau ấy.
đông gieo nhiều hơn. Mùa đông tại vì mát trời nên là các quán phở nó sẽ đắt hàng hơn là mùa hè. Để buổi sáng này bọn em đi giao hàng những quán ăn này ấy, như kiểu đi tham quan cái đất phố cổ này chị ạ. Tại vì trên đất phố cổ này người ta bát phở ngon ấy, người ta cần những cái quẩy nóng này. Bà ơi, con đưa quẩy. 50 cái một túi. 50 cái một túi. À, tí nữa cho cô mấy túi nữa nhá, 2 túi nữa nhá. Quẩy là nó phải giòn, nóng giòn. Đấy, để xốp. Đấy, chứ mà dẻo người ta cũng không thích, người ta thích giòn. Cô ơi, cho con đưa quẩy ạ. Nhớ lát nữa đưa quẩy nhá, đúng giờ nhá, tiếng nữa nhá. Thường những cái dân Hà Nội chính gốc ngày xưa thì thường người ta lúc nào cũng thích phở là phải có quẩy. Thì kiểu không có quẩy thì người ta cảm thấy bát phở nó 10 phần thì nó chỉ được khoảng 8 thôi, bị giảm đi mất một ít một chút. Có nhận xét vui rằng quẩy là món đa di năng nhất bởi vì hầu như món nào cũng có thể ăn kèm với quẩy. Đó cũng là lý do làm nên sự bận rộn hàng ngày của những người giao quẩy. Đi giao quẩy cho khách này để cho người ta ăn sáng thì người ta có quẩy ăn thì người ta cũng vui, mà mình đi giao thì mình cũng thấy vui. Quẩy của Hà Nội mình cảm thấy là một cái duyên ấy. Những ngày nghỉ thì quẩy thì cũng là cái món ăn không thể thiếu được. Có thể họ không ăn cay, ăn chua nhưng mà bát phở họ không thể thiếu quẩy.